Đây, cái này là mình mua đồ về mình bán đồ món là những cái xe như vậy, những xe bị tai nạn. Anh em thấy đồ nó còn rất là mới, anh em thấy không? Cực kỳ mới luôn nè. Cái này là bị gãy, chúng ta hàng lại. Cái này mình bỏ, mình không có xài, mình lấy lại gặp phục rồi kia thôi. Phục còn y nguyên à, phục bánh rồi còn y nguyên. Đó. Nè, như mấy cái ốp carbon nè, dè carbon nè. Đồ rất là mới luôn, phải không? Đó. Mới keng. Ba chìa khóa còn đủ luôn nè. Ba chìa khóa zin còn đủ luôn. Chà, lực tất cả những cái đồ này nè, cái này dơ chùi ra thôi. Đó. Cục máy mới keng. Nên thấy máy bao keng luôn. Đó. Các chân đồ chơi rồi. Sao? Bô titan đủ. Đó, anh em nào cần mua cái món gì là mình tháo mình bán món đó cho anh em, cực kỳ và đơn giản luôn. Anh em cần gì mình tháo mình bán cái đó. Đó, đồ nó phải như mới như vậy. Có nhiều anh em kêu mình mua lại cái đồ cũ, anh em mình không biết bán làm sao, tại vì cái đồ cũ á, nó đã nát rồi. Mình đây mình bán đồ mới không à, đồ về á, cũng là đồ xài rồi nhưng mà cái đồ của mình nó còn rất là chắc đó, nó về để mình thay thế vô mình chạy nó như mới thôi, chứ mình không có bán những cái đồ mà nó nhão rồi, bán gì mất uy tín, chỉ bán cái đồ mới như vậy. Cho nên khi mà mình bán đồ ít ai mà nói này nói kia lắm. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm. Ai cần mua cái đồ gì, con này con rờ mặt một mắt lòi á, đời 21 đó, mua gì mình tháo mình bán đó. Thì có những cái xe tai nạn đó thì nó mới còn mới như vậy thôi, chứ không cách nào mà xe nó còn mới như vậy được. Đó, anh em thấy nó cực kỳ mới luôn. Cái này là cái đồ khóa nón rồi. Đó, xe giữ nón á. Anh em cần gì cứ alo cho mình. Cảm ơn anh em. Mới keng, cách nước. Mới keng.